chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắp một chiếc tên lửa bằng một tờ giấy hình vuông nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một tờ giấy thủ công hình vuông. Thì trong lúc cắt thì mình đã tạo sẵn được một nếp như thế này rồi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gắp nó ngược lại như thế này. Sau khi trước sau chúng ta đã gắp được như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục gắp từ ngoài và gắp nó vào bên trong như thế này nhé. Và tương tự bên này cũng vậy luôn. Lật ra đằng sau và tiếp tục. Thì các bạn thấy cái phần ở ngay đây không? Đó, chỗ này đây. Thì mình sẽ gấp từ ngoài đây, mình sẽ bẻ ngược nó ra chỗ này. Sẽ ghép từ phần này ghép ra ngoài như thế này ở hai bên luôn nhé. Rồi đây mình đã ghép được gần hoàn thành xong cái tên lửa của chúng ta rồi. Thì tiếp theo đây các bạn thấy ở phần dưới này không, các bạn xin mở nó ra cho mình nha. Mình sẽ bỏ tay vào. Trong lúc mở các bạn cũng hãy cẩn thận, đừng cho hai cái phần bên này nó bị xuất ra nhé. Thì mình hãy dùng tay và mình giữ nó lại. Bên này cũng vậy luôn, mình tay giữ nó lại.
bước ở khúc này nó cũng không có cần thiết lắm đâu. Các bạn cũng không cần dán vào như là mình muốn, kiểu nó sẽ chắc chắn và đẹp hơn. Thì nhà bạn nào không có khuôn viên hai mặt thì cũng có thể sử dụng keo và keo một mặt nhé. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh Bea Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.